ta lên tới ta. Ồ, xinh quá xinh luôn á. Hai cô gái thật sự là xinh xắn. Rồi, bây giờ thì thôi chị sẽ hỏi là chàng trai ngồi ghế màu xanh trước. Em tên là gì nè? Dạ, lần đầu tiên thì em xin chào chị Tường. Dạ, chào anh Đạt. Dạ, chào hai bạn gái bên kia. Cùng với lại khán giả đang xem chương trình. Rồi. Dạ, em tên là Quang, năm nay 34 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì Quang cưng? Dạ, Nguyễn Vinh Quang. Nguyễn Vinh Quang. Dạ, nghe cái tên là thấy Vinh Quang rồi ha. Dạ, thấy ngon lành rồi ha. Em đang làm công việc gì Quang? À, công việc hiện tại của em thì đang là kỹ thuật viên bảo trì và vận hành tuyến mạng. Quê của mình ở đâu Quang? Dạ, thì em ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, hiện tại rồi. Mình đang ở nhà với ba mẹ hay là mình ở ngoài? Dạ đúng rồi, em ở sinh sống với lại ba mẹ cùng với em gái. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Quang? À, điểm mạnh của em thì có thể là mình vui vẻ, hòa đồng và hay tiếp xúc với mọi người nhiều. Tại vì công việc của em do công việc đó nên trao đổi với là kỹ thuật viên đó, nhiều tiếp xúc nhiều. Còn điểm yếu? À, điểm yếu của em thì có thể là hơi thụ động xíu, hơi thụ động với lại bạn gái. À, dạ. Chỉ là chủ động với máy móc với dạ, công nghệ thôi phải không? Với dạ. Bạn gái hơi rụt rè phải không? Dạ, hơi. Nhưng mà cái đó là yếu điểm đó, đúng rồi đó, mình biết mình phải khắc phục. Em nha. Cố gắng khắc phục chị. Cố lên nha. Rồi hôm nay chị Tường cũng sẽ cố gắng mai mối cho em thành công. Cảm ơn chị. Rồi cảm ơn Quang. Đó là anh chàng ở ghế màu xanh. Ghế màu xanh mà nãy giờ bạn ngồi ghế màu đỏ nghe rất kỹ. À, dạ. Bạn nữ ghế màu xanh em giới thiệu cho mình đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Phan Dương Yến Ngọc, năm nay em 30 tuổi. Yến Ngọc. Công việc hiện tại của em là kinh doanh online và em đang theo học khóa huấn luyện viên yoga. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Vĩnh Long. Ở Vĩnh Long. Dạ, hiện tại em thì lên... em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Rồi điểm mạnh điểm yếu em nè. Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, cũng dễ tính nữa. Em cũng biết nấu ăn nhưng mà không có ngon lắm thôi. Còn điểm yếu của em á là em hay quên. Khi mà cái người nào mà em thân thiết rồi á, em sẽ hơi kiểu mà nhõng nhẽo. Với lại là em không có giỏi giao tiếp. À, không giỏi giao tiếp nhưng mà hoạt bát. Nãy giờ em thấy em nói chuyện cũng tự tin mà, biết sao tự tin là được. Không gì hết. Rồi bây giờ tới phiên bạn trai ghế đỏ nha, nói lớn lên nha cưng. Rồi em tên là gì? Dạ, xin chào hai MC và hai bạn nữ bên kia và khán giả trong trường quay. Wow, em họ tên đầy đủ là Nguyễn Đức Thông. Giống MC Truyền Thanh quá vậy. MC Truyền Thanh quá vậy. Đến từ Nghệ An ạ. Dạ, hiện tại là em đang công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Wow, là làm công tác gì trong em, sân bay? Em bên đội an ninh ạ. Và hiện tại thì em đang hợp tác và làm việc ở một công ty bất động sản bên ngoài, phân phối sản phẩm bất động sản nữa ạ. Bây giờ thì mình tự nhận xét bản thân là điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, em điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, thích nấu ăn. Và chơi thể thao. Chơi môn gì? Chơi bóng đá. Rồi cầu lông, tennis. Dạ. Còn điểm yếu thì về cái mặt tình cảm thì em hơi rụt rè về cái tình cảm. Trời ơi, hai bạn trai bạn nào cũng rụt rè, không chủ động thì sao được. Dạ. Hèn chi bởi vậy chứ nếu không rụt rè đâu có nhờ tới các tường, đâu có lên chương trình đúng không em? Dạ, dạ. Nhưng mà biết vậy nhưng mà cũng phải cố gắng cải thiện nha. Dạ. Rồi, đó là những thông tin của bạn Thông ngồi ở ghế đỏ. Rồi, xin mời cô gái ghế đỏ bên kia. Thì lời đầu tiên cho em chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường với lại hai anh đang ngồi phía dưới và toàn thể mọi người đang xem qua màn ảnh. Em tên là Kim Hoa, năm nay em 26 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, còn quê của em là ở Khánh Hòa. Công việc em là gì? Dạ, em đang làm trợ lý cho công ty thuốc đông y, thì ngoài ra em cũng có làm thêm cái việc phụ nữa. Việc phụ gì? Dạ, em review những cái sản phẩm đó anh. À. Em up lên kênh Facebook của mình đó. Rồi điểm mạnh, điểm yếu em? Dạ, thì điểm mạnh của em là em cũng biết nấu ăn. Nói chung là em luôn coi gia đình là số 1. Nói chung là cái gì cũng phải là gia đình em trước hết. Và cái thứ hai nữa là em độc lập từ nhỏ. Lúc ở nhà đi học thì ví dụ như hè là em vẫn hay đi làm thêm ở dưới Nha Trang anh, thành phố Nha Trang á. Còn khi mà vào Sài Gòn á, năm 2015 thì em vừa học mà vừa đi làm á, là em đã lo từ đó rồi, là từ đó là em không bao giờ em lấy tiền bố mẹ em. Em đã có tính tự lập từ hồi nhỏ rồi đúng không? Còn cái điểm yếu của em á, thì em không biết ở đây có ai giống như em hay không. Chứ, em có một cái điểm xấu cực kỳ luôn là em thức khuya cực kỳ luôn. Thậm chí là hồi sáng nay em thức tới 3-4 giờ sáng. Cái đó là cái điểm yếu. Suy nghĩ về cái gì mà em không ngủ được? Không,
Hay là tại em, vì thói tại quen? Bây giờ em cũng đơn giản, em cũng bình thường, em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà em lại có cái tật là em lướt Shopee. À, lựa đồ. Coi đồ gì thích hợp để mua. Không, em không mua, em cho vô cái giỏ hàng á anh, là nó đầy hết luôn. Em không mua, em chỉ vô Shopee và em lựa thôi, chứ em không có mua. Một ngày em ngủ bao nhiêu tiếng? Em thường ngủ, nói chung là đêm thì em thức tới 1-2 giờ sáng. 1-12 giờ đêm, 1 giờ sáng là em vẫn còn ăn luôn. Ăn luôn, dạ. Ăn đêm luôn. Ăn đêm luôn rồi sao giữ được cái body hay quá vậy? Em ăn nhiều lắm nhưng mà em không hiểu sao em không mập nổi luôn. Cái mục tiêu vấn đề là sáng mấy giờ em thức dậy? Dạ, sáng thì nếu như có công việc á chị thì tầm 8-9 giờ. Còn nếu như không có công việc mà ngày nghỉ á thì em ngủ đến khi nào em muốn dậy thì em dậy thôi. Dạ. Em trai, ghế màu xanh, tình yêu dạ. Mấy mối tình rồi cưng? À, thì em thì chỉ có một mối tình là tình đầu thôi. Tình đầu luôn, tình dạ, đầu là tình cuối rồi. Luôn. Cách đây bao nhiêu lâu rồi? Chia tay thì chắc khoảng cách đây 7-8 năm rồi. Trời ơi, ơi con tim nó giá lạnh 7-8 năm dạ. Rồi cái mối tình đó là quen được bao lâu? Em quen bạn đó thì tầm khoảng 5-6 năm rồi. Nhưng tại sao lại chia tay? Thì có thể là do mình hiểu nhau quá nên mới chia tay. Trời ơi, oan nghiệt không dạ. Yêu nhau không hiểu nhau cũng chia tay, mà hiểu nhau quá cũng dạ. Chia tay. Em nói rõ một chút đi, chứ chỗ này có nhiều khán giả đang hoang mang chưa hiểu đó. Thì có thể là do em chưa tốt với bạn ấy là sao? Là do em chưa tốt với bạn ấy là sao? Con tim giá lạnh tới giờ luôn. Dạ đúng rồi. Tự trách bản thân hoài. Bây giờ cô gái ấy có chồng chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa. Thí dụ như quay lại với em thì em sao? Thì có lẽ là do thời gian lâu quá thì em cũng không còn tình cảm nữa. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em cũng muốn tìm một người bạn gái để không cần phải giỏi giang trong công việc, cũng không cần phải nấu ăn, biết nấu ăn này nọ đâu. Tại vì nấu ăn là cũng còn ba mẹ chứ có em gái ở nhà. Thì nấu ăn thì có thể là ba mẹ em sẽ gan quá. Ba mẹ sẽ nấu luôn cho mình. Em gan quá. Dạ. Ba mẹ nấu cho okay. Em ăn thôi nha. Chứ không có ba mẹ nào đi nấu cho con dâu ăn hết. Dạ, tại vì mẹ em dễ lắm. Giờ con dâu làm gì trong nhà mà không nấu ăn, để ba mẹ để mẹ nấu ăn. Ví dụ mà về thì có phụ với mẹ hay. Hoặc là không biết nấu gì đó thì đứng bên thì học hỏi về xong rồi nấu thôi. Có thích vợ ra ngoài làm việc không hay là chỉ thích ở nhà nội trợ? Thì nếu cả hai đi làm việc thì nó sẽ tốt hơn cho kinh tế của cả hai thôi. Đó, nó rõ ràng như có phải được không? Bây giờ chị tình yêu của em sao nè, cô gái ngồi ghế màu xanh. Em trải qua ba mối tình. Ba mối tình? Dạ. Mối tình đầu tiên là mối tình hồi cấp 3 của em. Lúc đó còn ngây thơ lắm thì kiểu chỉ là rủ nhau đi học chung rồi hẹn hò rồi đi ăn uống vậy thôi. Thì mối tình thơ mà. Bạn ấy gần nhà em hay là? Dạ đúng rồi, cùng quê. Gần nhà em. Mối tình thứ hai của em là năm em đi lên Sài Gòn này học, cũng là bạn học chung. Em với bạn đó quen được 6 năm. Chà, dữ ha. Là lúc đó vẫn còn đi học hay là đã dạ. Ra trường rồi đi dạ, làm công đi việc? Dạ, đi học xong rồi ra trường đi làm nữa. Vẫn còn giữ mối quan hệ? Dạ, đúng rồi. Rồi sao? Cho là cũng quen lâu quá rồi thì kiểu như cả hai kiểu như không có dung đắp cho cái mối tình này nữa. Với lại là đi ra ngoài làm rồi kiểu như là gặp cái người nó phù hợp hơn á. Thì bạn với em thì quyết định là chia tay. Khoảng... Sao đó có quằn quại không? Có đau khổ không? Dạ cũng có chứ. Khoảng có, bao nhiêu có lâu? Buồn thôi chứ không buồn không luôn. Dạ. Vô tình thì em mới gặp được một cái bạn là mối tình thứ ba của em. Là bạn đó ở Mỹ về. Lúc em vừa mới chia tay á thì bạn cũng mở lời, thì mình cũng tìm hiểu với lại làm kiểu như thấy bạn cũng lịch sự á. Em thích cái mẫu người vậy á. Thì cũng tìm hiểu xong rồi khoảng 2 tháng thì bạn về lại Mỹ. Tại nó cũng không sâu đậm nhiều chứ cũng không có thời gian để tìm hiểu nhau nhiều anh. Thì tụi em chia tay. Rồi tới em độc thân tới bây giờ. Cách đây bao nhiêu lâu? Cách đây chắc phải 4 năm. 4 năm rồi. Dạ. Con tim giá lạnh cũng được 4 năm rồi. Nhà mẫu người của em như thế nào? Dạ mẫu người đàn ông mà em thích là người điềm đạm, chín chắn. Điềm nói đạm, chín chắn. Dạ. Nói ít thôi nhưng mà làm nói nhiều. Ít. Cái gì mà anh đã hứa với em rồi thì anh phải làm được. Em quan niệm là đàn ông là trụ cột gia đình, ảnh phải là cái người làm cho em nể. Dạ. Có nghĩa là nói được làm được, với lại là có cái sự nghiệp vững vàng để có thể chăm lo cho gia đình. Có cần ngoại hình không nè? Ngoại hình như thế nào? Em chuẩn tính cách thôi, nhưng mà em tính nếu cách mà cao được nó thì tốt. Cao 7 giờ lên là được. Mỗi 7 giờ lên là ổn đúng không? Dạ. Khỏe khoắn, nếu mà chơi thể thao nữa thì tốt. Em cao mét mấy cân Quang? Dạ em 1m68. 1m68 được, cân trả giá 2 phân chắc được. Rồi tới em á, tình trường em sao? Em hiện tại An Ninh nè, An Ninh sân bay nè. Dạ thì có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì hồi cuối năm cấp 3. Xong rồi đi học đại học xong là chia tay. Tại vì một người ở ngoài kia, một người ở trong này. Rồi, nó bé, trẻ nó không có định hướng chung. Mối tình thứ hai thì lúc em công tác ở trên Buôn Ma Thuột thì cũng 1 năm. Còn mối tình... Đổi công tác chia tay luôn. Dạ, xong rồi em chuyển xuống đây rồi bạn đó xong rồi chia tay em 2-3 tháng bạn là lấy chồng rồi.
xa mặt cách lòng. Dạ, còn mối tình thứ ba thì em ở dưới này thì em quen được 4 năm, có tình cảm rất nhiều, nhưng mà sau đó thì về gia đình hai bên không hợp nhau. Dạ, kiểu người miền Bắc và miền Nam ấy, xong rồi không phù hợp. Thì đến đây chương trình hôm nay thì cũng muốn tìm cho mình một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, yêu thương gia đình là số 1. Thứ hai nữa là phải sạch sẽ, nói chung là tươm tất. Em thích là con người con gái là phải khi nào cũng chỉnh chu. Đúng. Sạch sẽ, thơm tho, sạch sẽ. Biết lắng nghe, chia sẻ với nhau. Thông cảm với nhau. Không cần cô gái đó biết nấu ăn, em biết nấu ăn, em thích nấu ăn. Thích nấu ăn. Dạ. Có thích mẫu người phụ nữ tự lập không? Dạ, tự lập càng tốt ạ. Tự lập thì càng tốt. Dạ. Hay quá chừng luôn. Em ơi, cô gái ngồi ghế đỏ nè, chuyện tình yêu của em như thế nào? Dạ, chuyện tình yêu của trải lòng đi nè. Thì hơi rắc rối một tí xíu. Rắc rối. Tại thấy em xinh quá chừng. Tại chắc em phải dùng một cái từ là lý thuyết. Lý thuyết là như thế nào? Dạ, có nghĩa là em cũng cấp 3 em đi học á, thì em cũng kiểu như là muốn quen thử cho biết như thế nào. Thì kiểu như là tình học sinh thì em không có nói. Còn từ đó trở đi là kiểu như anh đó mở hàng sao mà em không quen được ai luôn. Anh đó mở hàng sao mà em không quen được ai luôn. Mà em dính chữ lý thuyết vô chi anh không hiểu. Cái chữ, lý thuyết. Cái chữ lý thuyết đó có nghĩa là em nhắn tin với rất nhiều người qua lý thuyết tình yêu đồ, em nắm rất là kỹ nhưng mà em chưa có được thực hành. Dạ, nghĩa là mới giỏi trên lý thuyết thôi chứ còn kinh nghiệm. Dạ, em nhắn tin với rất là nhiều người rồi nhưng mà em chưa bao giờ em quen được luôn, từ lúc anh đó mở hàng đến giờ. Vì sao mà mở hàng kỳ cục vậy? Quen được bao nhiêu lâu? Dạ chắc quen mấy tháng rồi, tại vì hồi đó là em học lớp 10, em đã học lớp 12 á. Quen kiểu như quen cho vui, tại vì em nghĩ là quen cho biết thôi. Xong quen xong em cũng hết muốn quen ai luôn. Mỗi lần mà em mà muốn quen ai là em thấy nó kỳ kỳ. Sao sao vậy? Kỳ chỗ nào? Mình phải biết đúng cái chỗ kỳ đó, là chị dẹp cái kỳ đó cho em nè. Nói chung là cũng có nhiều cái trường hợp làm em nản luôn, em không muốn tìm hiểu nữa. Mà kể nghe thử cái trường hợp coi. Tại vì em là em thích cái người lớn tuổi hơn em. Thì em quen người lớn tuổi thì sẽ có những cái trường hợp là người đó đã lập gia đình rồi nhưng mà giấu em. Thì em là một người hoạt động trên Facebook rất là nhiều, hoạt động trên mạng rất là nhiều. Thì từ những cái thông tin ít ỏi á thì em có thể tìm ra được cái mạng xã hội của người đó và biết người đó như thế nào luôn. Em cũng có gặp một vài người á giấu em những cái gia đình của họ, em biết được thì em ngưng luôn. Dần dần thì em cũng có mở lòng, em cũng có nói chuyện lại với một số người nhưng mà cũng không tới đâu á chị. Em nói rất là nhiều người. Tóm lại là em phát hiện ra đàn ông toàn là lừa đảo. Đàn ông toàn là lừa đảo. Đúng không? Đó thì em chốt lại vậy đi chị. Không phải, đừng có quơ đũa cá nắm, đó là trên mạng thôi. Ta nói ta độc thân vô tính nhưng mà sau đó những người bạn ấy là bây giờ được. Hầu như luôn em khẳng định luôn là 100% thì hết 90% đàn ông là không có thành đó, thấy chưa? Chị Tường cộng đăng đúng không ạ? Chị Tường cộng lên 9% nữa là 99%. Trời ơi, hai bà chị ơi, chị đang đại diện đàn trai bà chị. Bà chị, trời ơi, thật sự luôn chị, cái đó là em nói thật sự. Đúng, mà tôi cũng nói thật sự mà. Tôi có đại diện đàn trai, tôi cũng là vẫn là phụ nữ. Không có cái sự. Sao kỳ vậy bà chị? Nhưng mà kệ, mình cứ sống vui cuộc đời của mình đi em, mình phải có niềm tin em. Mình phải có niềm tin và mình phải hy vọng là mình sống tốt rồi mình sẽ gặp người tốt. Vậy tương lai mình mới tươi sáng. Và khi em có niềm tin á, thì em mới có cảm xúc. Em có cảm xúc thì em mới có thể xúc động, em mới yêu được. Mà cuộc sống này mà không yêu là coi như thiệt thòi, phí hoài tuổi trẻ. Em ơi, cho nên phải yêu nha cưng nha. Dù cho là hạnh phúc hay đau khổ gì cũng phải yêu. Đang thật sự là đi tìm cảm xúc luôn á. Đúng. Còn đối với tình yêu là em cảm thấy là em không có cảm xúc. Em về lý trí rất là nhiều. Thì cho nên bây giờ bỏ cái lý trí đi, phải tìm cảm xúc cho chính mình. Cái đó là mình cứu chính mình trước. Còn chuyện đàn ông được hay không tính sau nghe cưng. Có cần ngoại hình như thế nào? Dạ, ngoại hình bình thường là được rồi, không có cần phải xuất sắc hay như thế nào. Bây giờ cái điều quan trọng là em chỉ cần buông cuốn sách lý thuyết xuống và va chạm vào thực hành cho chị. Mọi thứ để chị lo, ok thực chưa? Đi. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giao lưu với người thân của các bạn tham gia chương trình nha. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào anh Hứa Bính Đạt ạ. Và chào tất cả mọi người có mặt ở trường quay ạ. Em là bạn của bạn Kim Hoa ngồi ghế đỏ ạ. Thì nãy giờ em cũng xem thì em thấy là anh ghế đỏ khá là hợp với bạn em. Bởi vì bạn em thì thực ra là nó bộc trột kiểu vậy thôi, nhưng mà sống rất là tình cảm và lúc nào cũng gia đình ấy ạ. Gia đình là số 1 đấy ạ. Vâng, thì em thấy là thứ nhất là bạn em rất là thích ăn và cực kỳ là thích bóng đá, cho nên là cũng khá là hợp với anh luôn. Rồi, thích bóng đá thôi chứ đá chắc gì thích ăn đâu mà. Dạ, định thì đó thích em cũng bật đèn xanh cho anh là có lẽ là em thấy là khá là phù hợp, thì anh cứ thử tìm hiểu và cố gắng ạ. Dạ, còn anh ghế xanh thì đôi khi thì em thấy là bạn em nó hơi bị vui nhộn quá ấy. Thì không biết là về với anh thì không biết là có cảm thấy là có hòa hợp không, vì bạn em nó nói nhiều quá, sợ là anh sẽ bị stress. Dạ, thì nói chung là em nghĩ là hai anh cứ thử tìm hiểu ạ. Thì em cũng chúc là hôm nay thì mọi người sẽ bấm nút và em chúc cho chương trình thành công ạ. Rồi, okay, cảm ơn các bạn em.
rất rõ ràng, rất rõ ràng. Rồi mời em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Đạt, em chào tất cả mọi người. Thì chị em là chị gái xanh, chị Ngọc. Tính cách của chị em thì chị em là một người rất là năng động. Cả hai anh đều hợp với chị em. Với anh gái xanh á, thì anh mà quen chị em là hai người là dẫn đi vòng vòng, nói chuyện hồi là vòng vòng luôn. Là tới mai là không có kết quả luôn. Dạ, anh hãy tập trung vào chuyên môn một xíu nha anh. Rồi với anh gái đỏ thì em thấy là ok chị. Ngon. Ngon hả? Ngon hả? Rồi cảm ơn hai em nha. Rồi bây giờ chúng ta đến với bên nhà trai ạ. Dạ vâng, em xin chào chị Cát Tường và anh Đạt. Em thì là bạn của bạn Thông. Bạn em thì rất là tự tin, có cái tính là tự lập từ lâu rồi. Thì hai bạn nữ ở đây thì bạn nào cũng xinh cả. Mỗi bạn có một cái cá tính, có một cái điểm riêng. Theo em thấy thì bạn ghế đỏ cũng khá là phù hợp đó. Ghế đỏ với ghế dạ. Đỏ luôn đúng không? Thật ra nó phải có vậy. Em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Thì em xin giới thiệu là em là bạn của Quang. Hôm nay tới đây thì cũng nhờ chương trình này em cũng hy vọng là nó tìm được một người gọi là bạn đời của nó. Thì em cũng xin gợi ý luôn. Thì em thấy hai bạn á, thì bạn nào cũng có mỗi cái nét riêng hết. Có bạn cái xanh thì mình thấy là rất là chững chạc. Thì em xin gợi ý cho Quang ấy. Thì nói chung là hai bạn này á, thì mình thấy là bạn cái đỏ thì sẽ là hợp hơn. Ôi, mới kèm bằng cái xanh cái đỏ. Ôi, tôi quả mù. Thiệt tình. Rồi, đó là góp ý của người thân. Bây giờ, mở cửa trái tim. Ôi, những ánh mắt đã chạm nhìn nhau. Nhìn đi, nhìn nhau đi, nhìn nhau đi. Rồi bây giờ người đàn ông lịch lãm này nói trước đây nè, nhiều kinh nghiệm hơn nè. Cảm xúc đầu tiên của em khi cánh cửa trái tim này mở ra là như thế nào Thông? Dạ, em đến chương trình này rất là vui. Thứ hai nữa là rất là rung. Để tìm cái người phụ nữ mà đi với em quãng đường còn lại. Rất là bồi hồi trước hai cô gái xinh đẹp này ạ. Bồi hồi. Xin hỏi em ghế đỏ. Thì anh thấy em chia sẻ trên nãy giờ á, anh nghe là chưa rõ cái chỗ mà 99% đàn ông là sao em? Em khẳng định luôn là 100% thì hết 90% đàn ông là không có thành. Đó, thấy chưa? Vậy chị Tường cộng căng quá hả? Dạ, em không tin tưởng đàn ông cho lắm. Đàn ông không có cái sự thành thật. Chị Tường cộng 9 nữa, nó ra 99. Thì đến chương trình này thì anh sẽ đảm bảo với em là 10% còn lại thì anh là người đàn ông đó. Được. Cảm xúc của Quang khi mà cánh cửa trái tim này mở ra như thế nào? Dạ, lần đầu tiên thì nhìn thấy hai bạn thì cả hai bạn nữ đều xinh đẹp, ăn mặc thì rất là sành đều. Em lên đây em cũng rung lắm mà. Thì nãy giờ cái tính cách của em thì rụt rè, thì gặp hai bạn nữ xong thì mình có thể trao đổi giao lưu với nhau một tí rồi để mình tìm hiểu với nhau. Em muốn giao lưu gì, trao đổi gì em nói đi. Dạ, thì hôm nay em đến với chương trình thì em chỉ có chuẩn bị một món quà để tặng cho một bạn cùng màu gái với em. Mua quà đi cưng, cho anh vui anh đỡ được. Để coi anh Vinh Quang anh tặng gì nè. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình thấy nó rất là dễ thương và mình sẽ trân trọng món quà này. Em nói luôn đi, hôm nay cảm xúc của em hiện tại như thế nào khi cánh cửa trái tim mình mở ra? Cảm xúc của em hiện tại khi mà gặp hai anh á thì em thấy là người nào cũng rất là có ngoại hình sáng, người nào cũng mạnh mẽ ạ. Có thể làm chỗ dựa gia đình được ạ. Được. Khi mở cửa trái tim thấy sao nè? Cười quá vậy. Em thấy khép xe tưởng tượng của em. Khép xe tưởng tượng của em. Khép xe tưởng tượng của em. Hả? Em tưởng tượng sao mà sự thật nó là sao? Lý thuyết nó như thế nào còn thực hành nó như thế nào? Em tưởng hồi nãy giờ cái anh cái lời nói của anh ghế đỏ là anh ghế xanh, còn cái lời nói của anh ghế xanh là anh ghế đỏ. Cái tiếng hả hay là câu chuyện? Em nghĩ là cái câu chuyện. Và cảm xúc của em hiện tại thì như thế nào? Dạ, cảm xúc thì em cũng chưa có gọi là ấn tượng mạnh lắm. Tại nãy giờ bị lộn kèo phải không? Dạ, em bị lộn á chị. Còn đây sao? Dạ, em đến đây thì cũng chưa chuẩn bị kịp cái gì. Thì hôm nay em xin tặng hai bạn nữ. Tặng em. Nãy trò chuyện với nhau đi, bây giờ các bạn thoải mái đi. Chị thấy em cũng là khá tự tin đó. Mình có thể là hỏi hai cô gái đó gì đó để khai thác thêm, để hiểu nhau nhiều hơn.
Cho em hỏi bạn gái ghế xanh thì hiện tại là bạn đang làm việc ở Sài Gòn này làm bên gì ạ? Dạ em làm bên mảng kinh doanh online. Kinh doanh. Với lại là em đang theo học khóa huấn luyện viên yoga. Tại vì bên chỗ cái ngành mà yoga thì mình rất là ham về thể thao. Cũng mong là sau này có một cái người phụ nữ mà họ có sức khỏe, một cái sức khỏe tốt để chăm lo cho gia đình và có sức khỏe tốt để cùng nhau đi trải nghiệm những cái mới mẻ và nhiều chuyến du lịch ở bên ngoài. Hai em có thể mạnh dạn hỏi lại hai ảnh nha. Em muốn hỏi bạn ghế xanh là hồi nãy thì thấy bạn chia sẻ thì bạn hơi kiểu rụt rè, với lại là kiểu bạn nói là bạn không chủ động á. Thì nếu mà bạn gái đòi hỏi mình phải chủ động nhiều hơn, mình phải quan tâm nhiều hơn thì mình có làm được không ạ? Nói chung là mình thích cái người nào mà nói rõ ràng, rành mạch, nói được, làm được á, kiểu là dứt khoát á. Thì theo như câu hỏi của em, nếu mà mình tìm hiểu nhau, mình có cơ hội mình quen nhau thì những cái mà mình đòi hỏi là đáp ứng trong cuộc tình của mình thì dĩ nhiên là anh sẽ cố gắng đáp ứng hết những đòi hỏi, nhưng mà đòi hỏi nhưng về giờ giấc hay là gì đó, tại vì cái công việc của anh á nó cũng ngặt về cái thời gian cũng hơi khó. Nó bụng cho bột cho bột hả? Ví dụ như đứt mạng rồi dạ, đúng chính xác. Xung phong liền đúng không? Dạ không, thì có trực, có ca trực nữa, nhưng mà trực đêm. Chẳng hạn như anh nói là đứt cáp hoặc là trái cáp mà ban đêm thì bắt buộc mình cũng phải đi làm đêm. Đi làm khuya. Tại nhiều khi có những cái sự cố xảy ra thì mình phải xử lý cho đến qua ngày hôm sau luôn. Thật ra công việc mà. Dạ đúng rồi. Nó công việc thì người ta sẽ vô thông cảm đây, không mình không lấy công việc chen vô. Dạ. Nhưng mà nếu như không có công việc thì mình có toàn tâm toàn ý với người mình yêu không? Đó là quan trọng, đúng không em? Chuyện đó nếu mà em đòi hỏi về vấn đề như thời gian đi chơi hoặc là thời gian gì đó, ok, nếu anh sắp xếp được anh sẽ đáp ứng được cho em. Rồi giờ anh muốn hỏi gì luôn không à? Hỏi hỏi đi. Bạn ghế đỏ. Không biết anh thì... em luôn đi. Cho anh hỏi em, thí dụ mà cái công việc của em á, thí dụ em ngủ mà nãy em có chia sẻ là em ngủ em ngủ thời gian em ngủ nó hơi dài không? Dạ không, không, như hôm nay có công việc á thì cho dù là em có thức khuya cỡ nào thì em vẫn đến rất là sớm. Mặc dù là em là người ngủ hoặc là thức khuya như thế nào đó, nhưng mà đối với công việc hoặc là đối với một cái cuộc hẹn nào đó là em luôn có sự chuẩn bị trước. Về mặt nấu ăn hay là gì đó thì em không giỏi về mặt đó không ạ? Dạ, em biết nấu ăn. Em biết nấu ăn. Dạ. Em cũng thường xuyên nấu ăn. Tại vì do em ở trọ là 7 năm rồi thì đôi khi ăn ở ngoài á thì em cũng bị ngán, cho nên là em tự học nấu ăn và em cũng có biết nấu ăn. Hiện tại thì em đang sống ở đâu ạ? Em đang ở em ở Tân Bình. Tân Bình à, quận Tân Bình. Dạ. Đường gần ra sân bay luôn. Gần ra sân bay. Dạ. Đây gần chỗ anh rồi, gần anh không? Gần ngay sân bay. Ôi. Nên chỗ anh rồi. Ôi, có hai anh rồi. Nên chỗ anh rồi không á? Rồi sao cô đó ổn định chưa? Cho em hỏi bạn ghế đỏ một chút. Là lúc nãy nghe chia sẻ thì bạn gái nói là không có cảm xúc với người đàn ông nữa, nhưng mà đến với anh sẽ có cảm xúc. Em sợ. Rất là thẳng thắn đấy. Thứ nhất là em thích về người đàn ông thích chơi bóng đá này hay là thể thao. Thì anh đang chuẩn bị có một cái giải bóng đá ở Tân Bình. Anh cũng tham gia trong đội bóng đó. Đấy, thì cũng mong muốn là em đến tham dự cho vui. Ủng hộ ha. Đó, thứ hai nữa về nấu ăn. Thực ra là anh rất thích là ăn cơm ở nhà mình nấu. Và người sau này là người vợ mình. Nói chung là hai người cùng chia sẻ nhau. Đó là nấu ăn. Rất là mong muốn là sau này mình là người để vào bếp để chăm lo cho vợ con. Lúc nãy em chia sẻ là có thời gian em ngủ muộn quá này, hay là dậy muộn quá, thì cái đó anh có thể là sắp xếp được cùng thức với em. Và sáng có thể anh dậy sớm để anh đi làm thì anh sẽ chuẩn bị ăn sáng cho em. Ngon. Rồi. Coi được không mà bao lâu hay chừng 3 bữa anh thở ra gió không hả? Đúng là cái đó em làm được. Sao em đã có lòng tin lại với đàn ông chưa? Anh càng nói em càng sợ. Em phải có lòng tin với đàn ông chứ. Đi ý. Dạ, thì nói em rồi, bỏ con sắp xuống. Kiểu em sợ một người nào đó vẽ cho em một cái viễn cảnh thật là đẹp. Trời, thà là người ta vẽ cho mình đi em. Còn là người ta còn có để ý tới mình ta vẽ. Còn cuộc đời chị toàn tự vẽ cho chị không, mình rất quớt hết đây nè. Có người vẽ cho mình là mình hạnh rồi. Bây giờ mình văn nghệ cái cho vui đi. Đúng rồi, văn nghệ đi. Văn nghệ cái cho vui nè. Thì có ai biết hát hồi không nè? Quang Thông. Dạ em chịu. Em không biết hát. Dạ. Ok thì rồi, đó. Đến chương trình em sẽ tưởng gì chứ hát là quang. Dữ dằn.
Hát bài gì nè? Nói chung là em hát một khúc thôi à. Bài hát gì? À, ai chung tình được mãi. Ai chung tình được mãi, mời Quang. Dạ, một đoạn thôi hả? Quá dữ. Bình minh ơi dậy chưa? Cà phê sát với tôi đơn không? Chơi với những ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng? Đôi chân man lặng thinh, yếu một người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại. Em dừng lại luôn hả? Đôi khi anh dừng lại là dừng lại luôn hả? Dừng lại luôn hả bạn? Để thôi anh dừng. Bây giờ hai chàng trai của chúng ta hãy lần lượt tiến sang bên nhà gái, xin phép được nắm tay từng cô một để đo cảm xúc. Còn muốn nói gì thì tùy. Bây giờ mình sẽ ưu tiên cho bạn Quang trước. Chào em, chào em, nắm tay. Thì lần đầu tiên anh gặp em thì theo những trao đổi của em thì nãy giờ, thì nếu mà em có đòi hỏi bạn trai của mình như những vấn đề gì đó, em có thể về sau thế mình có quen nhau đi hay là gì đó, thì những trao đổi, những cái mà đòi hỏi của em thì anh sẽ cố gắng thử. Dạ. Sẽ cố gắng hoàn thành. Dạ. Rồi, mời em. Dạ. À, thì hôm nay đến đây chương trình thì cũng mong muốn tìm một người bạn gái phù hợp với anh. Thì đến chương trình thì thấy em rất là xinh, rất là tự tin. Tại vì những người mà độc lập về tài chính giống như kiểu là kinh doanh á, thì họ rất là tự tin. Em đã đến đây rồi thì hãy cho nhau một cái cơ hội để làm quen. Đầu tiên là bạn bè. Đấy, còn sau nữa thì mình tiến xa hơn. Mong là em cùng với anh cố gắng. Thôi bây giờ thì chuyện gì đến phải đến thôi quý vị. Rồi, chúng ta hãy đến với khoảnh khắc quyết định. Và bây giờ thì các bạn nhìn thấy bên ghế của mình á, các bạn đặt tay vào ghế đi. Có một cái nút màu xanh, một cái nút màu đỏ bên kia em. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Sau khi mà anh Đạt tuyên bố thì các bạn có thể bấm cái nút nào mà các bạn thích. Nghĩa là cái nút đó nó sẽ tương ứng với người mà mình sẽ chọn. Cái màu ghế với màu nút giống nhau nha. Và bây giờ tất cả các bạn hãy hướng mắt ra về trước. Tay đặt lên nút bấm. Nhắm mắt lại sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Thì mình rất là ham về thể thao. Cũng mong là sau này có một cái người phụ nữ mà họ có sức khỏe, một cái sức khỏe tốt để chăm lo cho gia đình. Mỗi người đàn ông mà em thích là người điềm đạm, chín chắn. Điềm nói đạm, ít chín thôi. Chắn. Dạ, nói ít thôi nhưng mà làm nói nhiều ít. Dạ, ngoại hình bình thường là được rồi, không có cần phải xuất sắc hay như thế nào. Em cũng muốn tìm một người bạn gái để không cần phải giỏi giang trong công việc, cũng không cần phải nấu ăn, biết nấu ăn này nọ đâu. Và bấm. Hết thời gian. Hết thời gian. Tại sao em không bấm nút ai hết trơn vậy? Cơ hội tới sao mình không nắm bắt cơ hội vậy? Như bạn ghế xanh á, thì nếu mà về với em thì em cảm thấy mình không phù hợp với bạn. Có thể là do tính chất của công việc của hai bên đúng không? Có thể không phù hợp. Rồi. Còn ghế đỏ. Ghế đỏ thì em nghĩ là bạn đó sẽ là anh Thông. Trời ơi, cái chuyện của mình thì mình tính của mình đi. Bởi vì con người vậy làm sao thành công được. Có nghĩa là em cũng thích bạn ghế đỏ mà em không bấm, tại vì em sợ là hai người này bấm nhau, phải không? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, vậy là thua thiệt người ta rồi. Thì đã kêu em quăng cái cuốn sổ xuống đi, em phải cho em cơ hội, tại sao em không bấm? Tại vì anh ghế đỏ nói nói. Trời đất ơi, tại em không có tin tưởng vào đàn ông thì người ta phải nói nhiều để người ta thuyết phục em, để cho người ta thấy được, chứ giờ không nói nữa thì làm sao hiểu nhau, đúng không? Bây giờ có mấy phút trên chương trình mà không nói nữa sao hiểu nhau? Theo như em thấy thì mà đàn ông mà nói như vậy em bị cảm giác bị sợ. Người ta nói mà người ta làm được thì mới tốt, nhưng này người ta mới nói chưa có cơ hội làm. Trên đây phải có mấy phút phải nói chứ không nói sao em hiểu? Đúng rồi, phải mở lòng ra. Ở cô giáo của tôi, tương lai của tôi sao không bấm nút? Dạ, tại vì em thấy á, hai anh nó ngoại hình rất là sáng và công việc rất là ổn định. Nhưng mà vấn đề là chị từng em kiểu em lúc mà nắm tay á thì cảm nhận được là chị kiểu như là nó không có tình cảm nhiều, nó không có cảm xúc. Thì em nghĩ là có thể là sau chương trình này em giữ liên lạc với hai anh để học hỏi, để học hỏi từ cái công việc của hai anh. Với lại là em cũng rất là hân hạnh nếu mà có hai cái người bạn như vậy ạ. Tại vì em thấy anh nào cũng giỏi trong cái công việc của mình hết á. Chứ ở đây không phải là mục tiêu của em mà. Dạ.
ra vô nước Mỹ giùm tôi không? Dù sao thì đó cũng là cái quyết định của các bạn, thì chúng tôi sẽ luôn luôn trân trọng. Nhưng mà đây là chỉ là một cái lời khuyên thôi của cái người đã từng nhiều kinh nghiệm và đi trước trong cơ hội, trong một cuộc sống của mình. Nếu có cơ hội thì mình nên nắm bắt, và không ai cho mình cơ hội đâu, mình phải tự tạo cơ hội cho mình.